Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành nghề thủ công nghiệp, cây lục bình còn gọi là rau mát đã trở thành một loại cây trồng dùng làm nguyên liệu sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập kinh tế cho nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên, việc trồng lục bình tràn lan không những gây ảnh hưởng cho việc giao thông đi lại của người dân mà còn gây ô nhiễm nguồn nước cho hơn 500 hộ dân sống cập hai bên sông. Bà con ở đây sớm này ta đề nghị là phải làm sao cho nó hết mà cái rau mát này nè, giải quyết cho nó cái nguồn nước cho sạch sẽ. Trên đây là bị ô nhiễm đó, để càng ngày càng ô nhiễm mà ghe lúa rồi tới năm đâu đi được. Thì ém giá này kia mua đâu có cao cho bà con được. Việc trồng lục bình tự phát trên sông sẽ làm cho quá trình bồi lắng diễn ra nhanh. Việc nạo vét gặp khó thì nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp bị thiếu là chuyện không thể tránh khỏi. Thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã vận động người dân tự làm bể trồng lục bình cách mé khoảng 1 đến 2 mét để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nhiều hộ dân trồng lục bình ở xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, sau khi thu hoạch lục bình xong cứ cắt cọng, còn rễ thì bỏ trôi về khúc sông này, khiến lục bình sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều hơn. Tới mùa cho chuyến về thì phải nói năm nào cũng vậy, thì rau mát của nó đây là cái vùng giáp nước, rau mát về thì đùng phải nói rất là nhiều, do đó thì phải nói là ảnh hưởng cái đời sống của bà con ở đây, nhất là bà con xài nước. Cái thứ hai nữa, những cái mặt hàng nông sản của bà con tạo ra thì phải nói là bán rất là khó khăn, do đó cái vấn đề đi lại hết sức là gặp khó. Đối với góc độ ở địa phương thì có phát động bà con, nhưng mà đối với cái vùng này là vùng giáp nước thì do đó là cứ tới mùa gió chướng về thì gió mát nó về rất là nhiều, do đó bà con không thể nào xử lý được. Mà nếu mà xử lý tới thuốc hóa học thì nó ảnh hưởng tới đời sống bà con. Việc lục bình mọc dày phủ kín dòng sông gây cản trở dòng chảy, cản trở giao thông thủy và ô nhiễm môi trường không phải là mới. Tuy nhiên, tình trạng này cứ diễn ra hàng năm. Mong chính quyền địa phương có những biện pháp hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ bà con nuôi trồng đúng nơi, đúng chỗ, đồng thời hạn chế loại cây này phát triển trên sông.